Cô chào tất cả các con. Hôm nay chúng ta học tiết tiếng Việt và tiếp tục ôn tập giữa học kỳ 1, ôn tập tiết 4. Chúng mình cùng mở sách tiếng Việt trang 79 để bắt đầu bộ bài học ngày hôm nay. Các con cùng qua hoạt động 1, nhớ lại tên bài đọc. Các con cùng quan sát và cho cô biết mỗi từ ngữ như chén rô, má phính có trong bài đọc nào. Chúng mình quan sát bốn đáp án ở dưới và cùng suy nghĩ trả lời. Các con có đáp án cho riêng mình chưa? Chúng mình cùng xem đáp án đúng nhé. À, những từ ngữ như chén rô, má phính nằm ở đáp án B trong bài đọc út tin đấy các bạn ạ. Chắc các con còn nhớ nhân vật út tin chứ? Út tin là cậu bé rất đáng yêu. Bạn nào không nhớ, các con có thể mở lại tiết tập đọc út tin trang 21. Chúng ta tiếp tục qua câu 2. Ở câu 2 cũng tương tự như câu 1, các con cũng xem những từ ngữ như nụ cười hiền hậu, giọng ấm áp nằm ở bài đọc nào mà chúng mình đã học. Chúng ta cũng có 4 đáp án để quan sát và suy nghĩ lựa chọn đáp án đúng. Bây giờ chúng mình cùng suy nghĩ để lựa chọn đáp án. Bạn nào có lựa chọn đáp án C, bà tôi, thì cô chúc mừng những bạn đó. Chắc các con còn nhớ hình ảnh người bà giản dị, có một nụ cười hiền hậu, ấm áp trong bài đọc bà tôi chứ. Bạn nào không nhớ, chúng mình có thể mở lại sách tiếng Việt và đọc lại để chúng ta cùng nhớ về hình ảnh một người bà rất đỗi giản dị và hiền hậu. Các con cùng qua câu hỏi số 3 nào. Ở câu 3, các con vẫn đi tìm những từ ngữ mắt đen lay láy, bụng phệ có ở trong bài đọc nào mà mình đã được học. Có 4 bài học đưa ra, các con cùng quan sát và lựa chọn đáp án đúng cho riêng mình. Bạn nào có lựa chọn là đáp án con lợn đất thì cô chúc mừng những bạn đó. Các con thân mến, hình ảnh con lợn đất trong bài đọc vô cùng ngộ nghĩnh và đáng yêu. Các con cũng có thể đọc lại bài để chúng mình cùng nhớ lại những hình ảnh dễ thương và ngộ nghĩnh của chú lợn đất. Chúng ta tiếp tục qua câu 4 nào. Ở hoạt động 2 này, các con sẽ đọc đoạn văn mà các con yêu thích trong một bài đọc vừa tìm được ở bài 1. Bài 1 chúng mình vừa tìm được các bài tập đọc như Út tin, bà tôi, con lợn đất, cô gió. Các con cùng ghi nhớ những bài tập đọc này để chúng ta cùng làm bài tập.
Cô lấy ví dụ về một đoạn văn trong bài đọc úc tin mà các con vừa tìm được. Nội dung đoạn văn như sau. Bên má em vẫn còn dính bụi tóc chưa phủi kỹ. Hai má phúng phính, bỗng thành cái bánh sữa, có rắc thêm mấy hạt mè. Tôi định bẹo má trêu, nhưng rồi lại đưa tay phủi tóc cho em. Ngày mai, Út Tin là học sinh lớp 2 rồi. Em chẳng thích bị trêu vậy đâu. Đoạn văn vừa rồi nói về điều gì? À, các em thấy đấy, Út Tin không thích ai bẹo má nữa, vì Út Tin chuẩn bị là học sinh lớp 2 rồi. Út Tin tự thấy mình đã lớn rồi, và em không muốn bị mọi người trêu chọc nữa. Các con tự tìm cho mình một đoạn văn trong các bài đọc mà mình mới tìm được và nêu nội dung đoạn văn đó. Bây giờ chúng mình cùng qua hoạt động 3 nào. Ở hoạt động 3 này, các con sẽ nói về một đặc điểm ở một nhân vật mà các con thích. Các con sẽ làm bài tập này vào vở bài tập tiếng Việt trang 48, tương ứng với bài tập 2 của chúng ta. Chúng ta sẽ viết vào phiếu đọc sách gồm các nội dung như tên câu chuyện, tên nhân vật và điều các con thích ở nhân vật đó. Các con cùng quan sát cô gợi ý khi viết phiếu đọc sách. Bài đọc cô chọn là bài Út Tin. Vậy tên bài đọc chúng ta ghi Út Tin. Tên người hoặc vật. Các con thấy Út Tin chỉ tên người. Vậy ở đây nhân vật chính được nói tới là Út Tin. Vậy các con sẽ ghi Út Tin. Đặc điểm mà em thích. Ở đây nhân vật Út Tin cô thích là ở gương mặt lém lỉnh, hai má phúng phính. Các con cùng dựa vào phần gợi ý của cô để hoàn thành phiếu đọc sách cho riêng mình. Sau khi học bài này xong, các con xem lại bài và làm lại một số bài tập như cô đã hướng dẫn. Và các con xem trước các bài tập 4, 5, 6, trang 79 để chuẩn bị cho tiết học sau. Tiết học của chúng ta tới đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các con.